Kế toán trường học đánh cảnh sát giao thông nhập viện. Trong lúc làm việc với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 tại trụ sở công an xã, tồn đập vỡ kính phòng và gây thương tích cho một cảnh sát giao thông. Ngày mùng 1 tháng 9, công an huyện Dòng Riêng, tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Ngô Trường Tồn, 38 tuổi, kế toán trường trung học cơ sở Thành Hòa để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều ngày 30 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 của ấp Láng Quắm, xã Thành Hòa, huyện Dòng Riêng kiểm tra giấy tờ của Tồn và người đi cùng. Do địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng nên hai người không được qua chốt vì ra đường trong trường hợp không cần thiết. Thấy Tôn có thái độ bực tức và thách thức đánh nhau nên lực lượng làm nhiệm vụ mời cả. Hai về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, Tôn đã đập vỡ kính cửa và đánh một thượng úy cảnh sát giao thông bị thương mắc phải nhập viện điều trị. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.